Do I need it? Am I under control? Can I beat it? Wake up! If it's swallowing me whole, would I see it? I can make you feel alive. I know. Xin chào tất cả các bạn và ban giám khảo. Tôi là Diệu Linh và đây là bạn Gia Khánh. Và chúng tôi sẽ là người đồng hành của các bạn trong hành trình mang tên Hành động hôm nay, an toàn cho tương lai của nhóm chúng tôi. Như các bạn đã biết, chúng ta đang được sống trong dòng chảy không ngừng của cuộc cách mạng 4.0 tân tiến và hiện đại. Nhưng phải chăng vì thế mà ta đã quên để ý rằng những cái cây ngoài kia đã bị đốn hạ? Khí thải của các nhà máy đang được chảy trong luồng không khí mà chúng ta hít thở. Đó mới là khi bạn nhận ra một tấm biển cảnh cáo, đó chính là ô nhiễm môi trường. Và bây giờ chúng ta cùng xem một thước phim ngắn về thực trạng của môi trường hiện nay và tầm quan trọng của nó nhé. Hiện nay ở nước ta, tình trạng quy hoạch các khu đô thị vẫn chưa được gắn liền với vấn đề xử lý chất thải độc hại. Trong đó, tại các thành phố lớn như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, các khu công nghiệp, khu đô thị, tình trạng ô nhiễm môi trường đang ở mức đáng báo động. Cụ thể, theo ước tính trên tổng số 183 khu công nghiệp trong cả nước, thì có hơn 60% khu công nghiệp không có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Đối với các đô thị, chất thải rắn chỉ được thu gom với tỷ lệ khoảng 60-70% và cơ sở hạ tầng thoát nước, xử lý chất thải chưa thể đáp ứng được yêu cầu về bảo vệ môi trường. Và hầu hết rác thải sinh hoạt ngày nay cũng như chất thải dầu mỡ, hóa chất tẩy rửa, hóa phẩm nhuộm chưa được xử lý mà đã được đổ thẳng ra các sông, hồ tự nhiên. Có thể hiểu ô nhiễm môi trường là hiện tượng môi trường trong tự nhiên bị bẩn, làm thay đổi hệ sinh thái tự nhiên để lại hậu quả gây nguy hiểm tới sức khỏe con người và các sinh vật khác. Vậy, nguyên nhân nào gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường? Đầu tiên và cũng là nguyên nhân chính dẫn đến ô nhiễm môi trường là sự thiếu ý thức nghiêm trọng và thờ ơ của người dân. Do những suy nghĩ của nhiều người rằng những việc mình làm chỉ là quá nhỏ bé, không đủ để tác động làm hại đến môi trường. Cũng có người cho rằng việc bảo vệ môi trường là trách nhiệm của nhà nước, của các cấp chính quyền. Hay một số khác lại cho rằng việc môi trường bị ô nhiễm thì có làm gì cũng không đâu vào đâu và nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt của họ nên họ cũng mặc kệ. Nhưng chỉ những suy nghĩ sai lầm ấy nó gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc giáo dục cũng như chính sách bảo vệ môi trường cho thế hệ mai sau. Đúng như vậy, người lớn không làm gương, trẻ em thì bị ảnh hưởng từ những hành động của người lớn. Theo nhiều khảo sát thực tế tại nơi công cộng như trường học, nhiều cảnh tượng phụ huynh đưa con trẻ đi học, dừng lại ăn sáng và ngay sau đó thay vì bỏ rác vào thùng thì họ lại vứt ngay tại chỗ. Trong khi đó, hầu hết tại các cổng trường đều có bảng với khẩu hiệu cấm xả rác bừa bãi, nhưng chính các phụ huynh thì vẫn thản nhiên vứt rác ở nơi công cộng. Còn đối với những bà con ở vùng gần sông Hồ, rác thải sinh hoạt vẫn được thải ra môi trường với mục đích tỉ tuyện như một thói quen. Do đó, những việc như vậy rất khó hình thành ý thức tốt cho thế hệ trẻ mai sau. Tiếp theo, các doanh nghiệp thiếu trách nhiệm, quan liêu, thiếu chặt chẽ cũng là nguyên nhân gây ra tác động lớn đến môi trường. Mục tiêu lợi nhuận luôn đặt lên hàng đầu mà không ít doanh nghiệp đã vi phạm quy trình hoạt động, khai thác và gây ra tổn hại rất lớn đến môi trường. Những nguyên nhân trên cũng do sự quản lý bảo vệ môi trường chưa cặn kẽ và một số cá nhân đã tiếp tay cho những hành động và việc làm không đúng đắn đó. Ngoài ra, khí thải do xe cộ lưu thông ở nước ta ngày càng nhiều cũng đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến chính những nơi chúng ta đang sống. Như các bạn đã biết, việc chặt phá rừng ngày một tăng lên dẫn đến sự bào mòn, sụt lở núi đồi nghiêm trọng cũng như bầu không khí không được cây xanh lọc tẩy. Bên cạnh đó, đất ven những bờ sông bị dòng nước cuốn theo các chất cơ học như bùn, đất, cát, chất mùn hoặc do sự phun trào của núi lửa làm bụi khói bốc lên cũng gây tác động đến môi trường. Nói đi thì cũng phải nói lại, tự nhiên vẫn có sự cân bằng. Nếu như môi trường bị ô nhiễm do các tác động của các yếu tố tự nhiên sẽ được quá trình tuần hoàn và thời gian trả lại nguyên vẹn. Vì vậy, vấn đề chủ yếu lại đang nằm ở chính chúng ta. Và hậu quả của những việc làm đó là đời sống con người đang bị đe dọa, như hệ sinh thái tự nhiên đang chịu ảnh hưởng vô cùng nặng nề. Và sau đây, chúng ta sẽ cùng phỏng vấn một vài học sinh về hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên, môi trường là gì? Và câu hỏi thứ hai, chúng ta cần làm gì để bảo vệ môi trường nhé? Theo tôi, môi trường là không gian sinh sống của con người và sinh vật. Theo mình, môi trường là những nơi chúng ta thường sinh sống và làm việc hàng ngày. Theo tôi, môi trường là thứ mà mẹ thiên nhiên tạo ra và môi trường chính là nơi chúng ta học tập và sống ở trên đó. Theo tôi thì chúng ta cần phân loại và xử lý rác thải một cách là đúng và chúng ta nên hạn chế sử dụng những chai, lọ hoặc là những hộp giấy. Chúng ta phải
trồng cây gây rừng, tiết kiệm nước và hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân như xe máy, ô tô và nên sử dụng xe đạp. Qua bài phỏng vấn và video chúng ta đã xem, chúng ta cần phải nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường, không xả rác ở bãi, vứt rác đúng nơi quy định, giáo dục, nâng cao nhận thức cho trẻ em về bảo vệ môi trường, tránh sử dụng các loại hóa chất độc hại và thải ra môi trường những thứ đó, bởi vì chúng ta dần dần tàn phá môi trường một cách thầm lặng mà không ai có thể biết được. Vì vậy, các bạn hãy cùng chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ nơi mà hàng ngày chúng ta vẫn đang sinh sống và làm việc. Đừng để cái sự lười nhác làm tàn phá cuộc sống vốn dĩ vẫn đang rất bình yên. Hãy cùng chúng tôi chung tay tạo nên một cuộc sống xanh để xóa tan những vấn nạn mà bây giờ ai cũng đang đau đầu để xử lý nó nhé. Don't stay away, pretend I'm done. Don't hold it back. I'll make a cup of coffee for your head. Don't get